Việc đóng thuế thu nhập luôn là yếu tố sát sườn của mỗi người dân, và gần đây thì quy định mới về mức thuế thu nhập trong giao dịch bất động sản đang đặt ra nhiều vấn đề, không chỉ là cho người đóng thuế mà còn cho cả ngành thuế nói chung. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đóng băng, mọi biện pháp giải cứu đều tỏ ra không hiệu quả, thì việc giao dịch nhà đất lại thêm phần khó khăn bởi rào cản thuế thu nhập cá nhân vừa có hiệu lực từ tháng 6 vừa qua, điều mà nhiều người cho rằng bất hợp lý. Theo Điều 22 Nghị định 65/2013 Nghị định Chính phủ về thuế thu nhập cá nhân, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản áp dụng cho người sở hữu từ 2 căn nhà trở lên là 25% trên thu nhập tính thuế, tức là giá bán trừ giá mua và các chi phí hợp lý khác. Trường hợp người nộp thuế không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Nhiều người dân đã phải thay đổi kế hoạch trước mức thuế phải nộp quá cao. Anh Trần Anh Vũ là chủ sở hữu một căn hộ rộng 80m² tại huyện Bình Chánh. Anh mua căn hộ này cách đây 10 năm với mức 10 triệu đồng một mét vuông. Từ khi công ty kêu gọi góp vốn để khởi công dự án, sau 4 năm chờ đợi, anh Vũ mới được nhận nhà. Này với giá bán 22 triệu đồng một mét vuông, anh được yêu cầu đóng 240 triệu đồng tiền thuế thu nhập. Theo tôi, nếu tính theo mức phí 2% giá trị hợp đồng, thì tôi chỉ phải nộp thuế 35 triệu đồng. Trong khi tính mức 25% lợi nhuận, thì tôi phải nộp đến 240 triệu đồng tiền thuế trên tổng giá trị tài sản là khoảng 1,7 tỷ đồng. Tôi thấy mức này là không thể chấp nhận được so với một khoản đầu tư không lớn và thời gian đến 10 năm. Và cái này thì có cái điều bất hợp lý này là nó sẽ làm cho cái thị trường nó dễ lách, bởi vì là người ta luôn luôn theo bản thân nghĩ thì 20% là cái giá thuế cũng cao nữa, cho nên người ta dễ lách lắm, bởi vì là người ta sẽ làm giảm cái giá trị hợp đồng không bán ấy. Nó mình không thấp hơn để lách thuế. Những người không đồng tình với luật thuế mới đều cho rằng việc áp mức thuế suất 25% trên tổng thu nhập chịu thuế là không hợp lý, bởi thực tế cho thấy ngành kinh doanh bất động sản trong thời điểm này không hề là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, nếu không muốn nói là đầy rủi ro. Theo tôi, việc đánh thuế bằng 25% lợi nhuận là không hợp lý. Trước hết, bản thân mức thuế suất này là quá cao, chưa kể thời điểm đó chúng tôi phải góp vốn cho chủ đầu tư, nhưng đến 3 đến 5 năm sau mới được nhận nhà. Thậm chí có người nộp tiền mà chủ đầu tư không giao nhà đúng hạn thì vốn ứ động không biết đến bao giờ. Còn việc đổi cái mức thuế 25% theo bản thân tôi thì tôi thấy là nó hơi cao so với cái lúc này, ví dụ như ngay cả bây giờ cái người ta cũng thị trường nó đóng băng á, ví dụ như người ta nhà nước hoặc là các cái bên có nhà người ta cũng muốn là giao dịch cho nó tốt, thì có nhiều người mà người ta cũng vì là chuyện là người ta ngại mức thuế nó cao quá, thu nhập đánh vào cao quá, người ta cái giao dịch nó khiến cái thị trường tâm lặng một phần do cái thuế này nữa. Dưới góc nhìn của một chuyên gia bất động sản, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, đã chỉ rõ điểm bất hợp lý của mức thuế này. Đó là việc áp cùng mức thuế 25% cho doanh nghiệp cũng như cá nhân bất động sản. Tuy nhiên, khi tính thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp đã trừ đi khoản vốn ban đầu cũng như tiền lãi ngân hàng. Còn đối với cá nhân, các khoản lãi vay thường không được tính đến. Những cái tính nó rất khó, bởi vì người dân không có đủ những chứng từ để chứng minh là họ vay. Và như vậy thì cứ lấy cái 1 tỷ 8 người ta bán mà trừ đi 1 tỷ đồng vốn là còn lãi là 800 triệu thì là quá ép cho người dân và thiệt thòi cho người dân. Thuế thu nhập quá cao đã khiến người dân phải lách luật tránh thuế hoặc bằng cách giảm giá trị hợp đồng hoặc chung chi cho cán bộ thuế. Khi chấp nhận giảm giá trị hợp đồng, người bán đang chơi trò mạo hiểm với chính tài sản của mình. Vì thế, theo một người môi giới bất động sản, người dân thường chọn cách chung chi cho cán bộ thuế từ 5 đến 10 triệu đồng để được tính thuế theo mức 2% giá chuyển nhượng. Điều này đã tạo điều kiện cho tham nhũng hoành hành và người dân luôn chịu thiệt thòi nhất. Đây cũng chính là điều mà ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh lo lắng. Người dân có thể tìm cách lách bằng cách là khai gian cái giá bán, bằng cách lách là đi đêm với cán bộ thuế để mà giảm cái thuế. Cho nên khi mà nhà nước đưa ra hai cái cách đánh thuế khác nhau là quyền lực của cái người đánh thuế, cán bộ thuế rất lớn. Do đó theo tôi nghĩ là nhà nước nên chỉ chọn một, hoặc là cho người dân được phép chọn chứ không phải là cán bộ thuế chọn. Thí dụ tôi là người dân, tôi nói giờ đối với tôi trong cái chuyện này tôi bán 2%. Như vậy thì như vậy để dân chủ hơn, cũng như để đỡ mất cái chi phí móc ngoặt, thì tôi kiến nghị rằng có thể chấp nhận hai trường hợp, nhưng người dân chọn chứ không phải cán bộ thuế chọn. Trong khi chờ một quy định hợp lý hơn thì những người bán nhà vào thời điểm này vẫn đang phải lo tìm cách đối phó với ngành thuế.
Cũng theo nhân viên môi giới bất động sản nói trên, nếu người dân không chịu chung chi để được nộp thuế theo mức 2% giá trị chuyển nhượng, thì họ sẽ phải đóng ở mức 25% giá chênh lệch, hoặc sẽ bị ngâm để chờ thông tư hướng dẫn cụ thể.